Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay mình ở bên này Kinh Nam để giới thiệu cho các bạn cái dòng sản phẩm là motor Sumitomo hàng Nhật, thì nhập khẩu trực tiếp tại Nhật. Cái này là công suất của nó thì từ 0,2 kW đến 75 kW và được nhập khẩu trực tiếp tại Nhật luôn. Tỷ số truyền đa dạng từ 1/3 đến 1/18.000, dùng để khuấy trộn băng thái và sử dụng tùy thuộc vào ngành nghề mà các bạn muốn sử dụng. Cái motor ở đây là 0,4 kW, tỷ số truyền là 1/8.000, cốt của nó là 50, mặt bích để gắn vào cái băng thái. Các bạn muốn biết thêm chi tiết vào website của Đại Kinh Nam.com. Xin chào tất cả các bạn.